Đây là thành phẩm này các bạn này. Đó. Cái này để các bạn trang trí lên bánh hoặc là lên đồ ăn. Đấy, đây này. Đấy, mình ấy như này để cho các bạn nhìn rõ này. Đấy, thấy chưa? Nếu trường hợp mà nó bị mềm á thì mình cũng có thể cho vào cái lò nướng mình sấy qua một chút cho nó cứng lên nhé. Đấy. Còn không thì chúng ta cứ cho vào hộp lọ chúng ta bảo quản nha các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Cái này để đặt lên trên đồ ăn cho nó đẹp đấy, hoặc là lên trên bánh. Đấy. Đấy. Chúng ta làm xong rồi chúng ta bảo quản ở trong cái hộp kín nhé. Rồi chúc các bạn thành công, có chỗ nào không hiểu các bạn hỏi mình nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tô le deco nhé. Thì nguyên liệu của nó thì gồm có là 20g bột mì, 110ml nước, 120ml dầu ăn, một chút muối và màu thực phẩm các loại. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho nước vào một cái ca này. Tiếp tới là sẽ cho dầu ăn vào đây. Là 120 nhỉ. Thêm nữa là sẽ cho bột mì này. Và cuối cùng là một ít muối. Sau khi mà chúng ta khuấy đều như này rồi, bây giờ mình muốn bao nhiêu màu thì mình sẽ chia ra làm bấy nhiêu. Thì đầu tiên là mình sẽ pha màu đỏ này. Lấy một ít màu đỏ. Đó, mình sẽ làm ngần này màu. Đấy, giờ là mình sẽ pha màu đỏ vào này. Màu đỏ các bạn dùng của Win Tông này các bạn này. Dùng của Win Tông á, 70.000 một hũ. Màu thực phẩm này. Chúng ta sẽ khuấy đều nó lên. Màu thứ hai là màu vàng. Màu thứ ba là màu xanh các bạn. Mình chỉ lấy một tí thì ti thôi các bạn nhé. Đó, mình đã pha các màu xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắc một chảo nóng lên nhé. Các bạn bắc chảo nóng lên và để chảo nó thật nóng nhé các bạn nhé. Đó, bây giờ chảo nó đã nóng rồi. Chảo nóng rồi thì chúng ta sẽ làm màu trắng trước nhé. Chúng ta sẽ quấy đều này. Cả cái bột mì nó lắng xuống á các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho nhỏ lửa một xíu. Và chúng ta sẽ múc. Múc vào đây. Đó. Các bạn thấy chưa? Cứ để cho nó sôi như vậy và nó cạn. Thì lúc này là chúng ta sẽ lại tăng lửa lên để cho nó bốc hết cái hơi nước đi á. Đấy, cái đầu này bắt đầu là nó hơi xém xém rồi nhé. Mình cho giảm bớt nhỏ lửa lại này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, sau đấy là mình sẽ dùng cái dao này. Đấy, để cho nó kết dính lại.
dao này để chúng ta gạy nó lên đấy nhá các bạn nhé. Đấy, cũng gạy nó lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Vậy là được, đó, chúng ta là được một màu rồi. Chúng ta để ra giấy cho nó thấm dầu nhé các bạn nhé. Đấy, cho nó thấm bớt cái dầu này đi. Và tiếp tục chúng lại làm cái thứ hai. Đấy, bắt đầu nó vàng cái góc này này thì mình sẽ lấy cái dao đánh này, mình sẽ hơi nhanh đây nó lên và đồng thời giảm bớt nhỏ lửa lại. Đấy. Chín cái chỗ trắng trắng này đi. Đấy, sau này là chúng ta sẽ cho nó ra, cho ra cái giấy thấm dầu. Tiếp tục chúng ta với màu đỏ này, mình cũng khuấy đều nó lên các bạn nhé, khuấy đều nó lên xong múc một thìa. Đó, chúng ta sẽ cho thấp xuống và chúng ta đổ. Đó. Giảm bớt nhỏ lửa lại cả nó cháy. Nó cháy xung quanh gì à? Đấy, bắt đầu nó được rồi. Đó, là chúng ta sẽ lấy nó lên. Đó, là chúng ta sẽ lấy lên này. Tiếp tục với màu xanh. Rồi chúng ta cứ tự làm tương tự như cho đến hết nhé. Đây là thành phẩm này các bạn này. Đó. Cái này để các bạn trang trí lên bánh hoặc là lên đồ ăn. Đấy, đây này. Đấy, mình ấy như này để cho các bạn nhìn rõ này. Đấy, thấy chưa? Nếu trường hợp mà nó bị mềm á thì mình cũng có thể cho vào cái lò nướng mình sấy qua một chút cho nó cứng lên nhá. Đấy, còn không thì chúng ta cứ cho vào hộp lọ chúng ta bảo quản nha các bạn nhá.
thấy chưa? Cái này bị đặt lên trên đồ ăn cho nó đẹp đấy, hoặc là lên trên bánh đấy. Đấy, chúng ta làm xong rồi chúng ta bảo quản ở trong cái hộp kín nhé. Rồi chúc các bạn thành công, có chỗ nào không hiểu các bạn hỏi mình nhé.